Ấn đi cái game đi. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta trông cậy vào Chúa, vào sự đời đời của Ngài và bài học mà Chúa dạy cho chúng ta là không trông cậy vào đời này, không nhìn vào đời này, vì đời này chỉ là đền tạm. Vì tất cả mọi thứ trong đời này nó sẽ qua đi hết, mà cái giá trị đời này nó chỉ là hư không. Và chúng ta được đến thế giới này là để rèn tập bản thân của mình để bước vào đời đời. Chúng ta đã được bước vào lẽ thật của Ngài và Chúa đã cho chúng ta nhìn thấy đời này. Chúa đời này là ma quỷ. Mọi sự trong đời này nó sẽ đều bị đốt bằng lửa hết. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn ban cho chúng ta những cái giá trị mầu nhiệm của nước thiên đàng, và chúng ta phải đi làm lời ra. Vì Chúa nói là ban cho nhiều thì sẽ đòi lại nhiều. Hội thánh của chúng ta được nhận nhiều thì Chúa sẽ đòi lại nhiều. Vì thế mà chúng ta phải tỉnh thức để siêng năng nhận biết Chúa để làm việc cho nước trời của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. 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 Và cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện để công bố đập con người cũ, dọn lòng, dọn trí, dọn tất thảy những cái gì nó bám víu vào chúng ta, những thứ đời này nó bám víu vào chúng ta, nó làm cản trở chương trình của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta loại bỏ nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta như vậy. Chúa muốn đời sống của chúng ta có một đời sống thánh khiết, bởi vì người có lòng trong sạch sẽ thấy Đức Chúa Trời. Chúa Trời Ngài hiện diện trong chúng ta khi mà Ngài nhìn thấy chúng ta dọn sạch đời sống của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Và chúng ta cũng được Chúa cho nhiệm vụ đó là cầu nguyện thay. Chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều những giáo lý giả dối, chúng ta cầu nguyện cũng dọn dẹp hết để mở đường cho Chúa đến. Chúa rất cần đến với các hội thánh, Chúa rất cần đến vào trong các lĩnh vực để mở cánh cửa nước trời trong họ ra. Cảm ơn Chúa. Chúng ta phải mạnh hơn họ rất là nhiều. Chúng ta phải mạnh hơn họ rất là nhiều để cho họ nhìn thấy chúng ta, để cho họ làm chúng ta. Amen. Hallelujah. Và con dâng lời cầu nguyện. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì cha của chúng con là tối cao. Cha của chúng con là cao nhất, vĩ đại nhất, lớn nhất. Mầu nhiệm của nước Ngài, mầu nhiệm tin mừng nước trời của Chúa được ban cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được là DNA của Ngài. Chúng con dựng nên để giống với Chúa. Chúa thế nào thì chúng con thể. Chúa Giêsu Ngài đã là đầu của hội thánh. Chúa Giêsu Ngài đã bày tỏ về Ngài bày tỏ tấm gương sáng cho chúng con noi theo. Chúng con cảm tạ Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã thắng thì chúng con cũng thắng. Chúa Giêsu Ngài ở trong chúng con và Ngài hành động qua đời sống của chúng con. Chúa ạ, Ngài trở nên con người như chúng con. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, hallelujah, hallelujah. Chúa thế nào thì chúng con thể ấy, Chúa ạ. Hallelujah. Chúa ơi, nên chúng con cầu nguyện trong đời sống của chúng con đây, Chúa ạ. Đi thực hiện những công việc của Chúa, Chúa ạ. Đấy, đổ hết tất cả mọi tin lành, phá bỏ hết, Chúa ạ. Vì cuộc Ngài đến để làm Ngài cảm cách mạng, Chúa ạ. Ngài dọn hết tất cả những thần học giáo lý giả dối, Chúa ạ. Hallelujah. Chúng con yêu mến Ngài, Chúa ơi. Và chúng con cầu nguyện, Chúa ạ, làm sạch Chúa ạ, hội thánh của Chúa, làm sạch môi trường của chúng con, Chúa ạ. Môi trường của chúng con, môi trường này Chúa giao cho chúng con để chúng con thi triển những tài năng, những thi triển những tài năng của Chúa đặt để trong chúng con làm lợi cho vương quốc của Ngài, chúng con công bố Chúa, hallelujah, hallelujah, tất cả những cái môi trường ở xung quanh đây phải sạch, Chúa, hallelujah, sạch hết tất cả những sạch sẽ hết, Chúa, để cho Chúa Giêsu đến, Chúa, hallelujah, đặc biệt là những lãnh đạo trong hội thánh, Chúa, bởi vì sự phán xét của Chúa đã khởi từ nhà Ngài, hội thánh, các lãnh đạo hội thánh chính là chúng con đây, Chúa, hallelujah, và chính là chúng con đây, Chúa ơi, chúng con yêu mến Ngài, chúng con yêu mến Ngài, Chúa, hallelujah, hallelujah.
Amen Chúa, Ngài đã giảng, Ngài đã bày tỏ cho sứ đồ răng, Chúa Ngài yêu sứ đồ răng, Ngài bày tỏ cho sứ đồ răng để cho ông biết rằng Chúa, ông nói ra rằng Chúa ơi, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu những vật ở trong thế gian nữa. Ai yêu mến thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong đấy. Vì mọi sự trong thế gian này nó sẽ qua đi Chúa. Hallelujah, hallelujah. Vì thế chúng con cầu nguyện Chúa. Hallelujah, hallelujah. Tất cả những cái sự mà yêu thế gian này phải lui ra khỏi đời sống của chúng. Phải lui ra khỏi đời sống của chúng con. Chúng con ghét ghét tất cả những cái Chúa thuộc về đời này Chúa. Hallelujah. Hallelujah, chúng con cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Kabakadasha papa hallelujah papa hallelujah papa. Hallelujah, con công bố Chúa, lời Chúa là sự sáng cho chúng con, lời Chúa là ngọn đèn cho chúng con, lời Chúa là khôn ngoan cho đời sống của chúng con. Hallelujah. 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 Lời Chúa chính là thức ăn tâm linh cho chúng con, lời Chúa chính là Chúa ạ. Lời Chúa chính là nâng chúng con lên Chúa. Hallelujah. Nâng chúng con lên Chúa. Hallelujah. Lời Chúa làm cho tâm hồn của chúng con được nâng lên Chúa. Ngợi khen Chúa vì Chúa của chúng con là đứng cao cả Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Yêu mến nước của Ngài, nước trời, sự công bình của Ngài Chúa. Sự sáng của Ngài cứ đến trên con Chúa, sự thật của Ngài cứ đến trên đời sống của chúng con Chúa ơi. Hallelujah. Hallelujah, sự vui mừng, bình an, sự nhân từ, sự nhịn nhục, hiền lành, sự mềm mại, sự tiết độ của Ngài đến trong chúng con Chúa. Hallelujah. Chúng con gọi Chúa, gọi sự công bình, gọi sự thiêu đốt của Ngài đến trong chúng con Chúa. Hallelujah. Và được gọi sự sửa trị, gọi sự dạy dỗ của Ngài đến trong đời sống của chúng con Chúa. Hallelujah. Làm mạnh chúng con, làm mạnh con người chúng con Chúa ơi. Hallelujah. Ngài đến ngày làm mạnh chúng con. Hallelujah. Hallelujah. Ồ, Ngài dẫn các vua, các quan đến để làm đẹp, hội thánh của Ngài, làm đẹp vợ của Ngài Chúa. Hallelujah. Chúng con yêu mến Ngài Chúa. Hallelujah. Chúng con yêu mến Ngài. Chúng con yêu mến Ngài Chúa ơi. Hallelujah. Chúng con tôn cao cao danh của Ngài. Hallelujah, hết cho Ngài Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hallelujah, gọi khen Ngài, Amen, amen, hallelujah, Chúa. Và chúng Ngài cho chúng con Chúa. Hallelujah, một lựa chọn Chúa ơi, đó là chúng con phải thật nóng cháy trong Ngài. Chúng con phải nóng cháy trong Ngài. Chúng con phải nóng cháy trong Ngài Chúa. Hallelujah, nóng cháy trong Ngài Chúa ơi. Hallelujah, ngợi khen Ngài. Hallelujah, tôn cao Ngài. Con cầu Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Hallelujah, amen. Cái lời Chúa đã chờ em con cảm ơn rất nhiều sao. Hãy cùng với tất cả anh chị em con sao. Cho con cầu nguyện xin Ngài hãy hướng dẫn đời sống mỗi chúng con sao. Rồi chúng con yêu mấy Ngài sao. Con tràn đầy lẽ thật của Ngài trong đời sống con sao. Con khát khao sao. Để rồi lẽ thật của Chúa nó đông đầy trong chúng con cho nó tràn ra bên ngoài sao. Để rồi chúng con sống mỗi ngày sao đều nhận được cái sự phước hạnh của Ngài sao. Đó là chúng con được tan chảy ở trong Ngài sao. Đó là chúng con nhận được bánh hàng sống của Ngài sao. Nhưng mà chúng con có sự sống thật, trời sống thật. Đó là khi mà thần linh sao ôi giáng vào linh để sao con sẽ tạo ra linh hồn sống đó sao. Ồ, từ sự sống thật đó là thần linh kết nối với linh hồn sao một cách chặt chẽ sao. Và thần linh đó là thần linh sống sao. Và được Đức Chúa Trời hướng dẫn cho con cầu nguyện rồi hướng dẫn tất cả các con sao. Rồi con khát khao sao yêu mến gọi là học của Chúa cho yêu mến sự giác của Ngài cho đời sống của mình cha. Rồi chúng con hạ mình xuống cho để Ngài sửa trị đời sống con cha, để Ngài làm việc trên đời sống con sao, đang con vâng phục tất cả những cái sự dạy dỗ ô từ lời của Ngài cho từ người lãnh đạo trên đời sống con cho từ người trọng lên con cho từ tất cả những người mà Chúa đặt để xung quanh đời sống con cho, để rồi chúng con học biết ý muốn của Ngài cho, để chúng con sống theo sự dẫn gọi là chúng con
chiến thắng tất cả những cái sự cũ kỹ sao của con người cũ sao chúng con mặc lấy cái sự con người mới sao để sống mỗi ngày sao đắc thắng sao con cảm ơn rất nhiều sao cho con nguyện xin ngài hãy giúp đỡ con sao để con thông hiểu lẽ thật của ngài sao nhắc về tri về thật sao nhắc về việc mà chúng con phải khát khao sao mong ước cái sống đời đời sự sống gọi là sống đời đời là nhận biết Đức Trời có mộng thật sao sống đời đời đó là nhận biết Đức Trời sao chứ không phải là sống mãi mãi mà sống trong sự ngu dại sống trong sự đần độn thì đó chỉ là chết chậu nên cũng còn phải thông hiểu sống đời đời sao và thông hiểu cái gọi là phước hạnh đời sau sao để rồi chúng con không có mà chỉ trong cái Chúa về đời này sao vì trong cái Chúa về đời này là không nặng thấy trời để rồi ô chúng con sao chúng khi con nghe lời đó mà chúng con run sao ô chúng con nghe lời đó để rồi chúng con biết mà thay đổi thái độ của mình sao để thông hiểu sao để không có trở nên gọi là người cứng đầu cứng cổ sao ô hời hợt trong việc mà lắng nghe lời của ngài sao ô khi lời của ngài phán ra sao lời ngài giữ trị đời sống con sao thì em con biết chỉ âm an và làm theo sao con nguyện xin ngài giúp con sao em mỗi ngày sao con vươn tới sao sự hoàn thiện bản thân mình sao vươn tới cái sự mà mong muốn trở nên đẹp lòng ngài sao vươn tới cái sự mà ô trở nên thân hậu sủng ái của ngài sao trời con cầu nguyện cảm ơn rất nhiều sao ngài hướng dẫn tất cả chúng con sao ô chúng con đang ở trong những giai đoạn sao để rồi chúng con làm việc với tất cả những cái sứ mạng mà ngài đặt để cho đời sống con cho hội thánh của con sao đó là sứ mạng mà chúng con ô phải thông hiểu sao tất cả những sứ mạng ngài đã đưa gọi là ô ngài đã ghi lên bảng đó cho lên hai cái ba cái sớm mà treo cho họ thánh con đó cho để rồi ôi dù con có chạy sao thì con cũng nhìn thấy mà đọc được cho cô cũng nghĩ rồi ngài hướng dẫn con cho để ghi tất cả những cái lời đó vào trong tâm trí con tấm lòng con sao rồi khi mà con làm bất cứ điều gì sao con cũng ôi để biết làm sao để ngày càng trở nên gọi là dòng chảy mới và cuối cùng của ngài sao là dòng chảy mới gì sao là chúng con phải có được những sự dạy dỗ mới sao những cái sự mà bánh mana của ngài sao cái bánh mà cho cái dân sự của Chúa cho những con người đang đói khát lẽ thật của ngài sao những cái điều mà người ta đang đói thật sự sao những cái điều mà đang gọi là ôi cho những con người đang ở trong nơi tối tăm thật sự sao ôi để rồi chúng con đưa ra những sự sáng đó sao ôi chứ không phải là dẫn đi dẫn lại những cái cũ kỹ sao và ôi và trước tiên nhất là chúng con phải làm sáng cái điều đó trong chính đời sống của mình sao ôi thì con phải trở thành dòng chảy mới cuối cùng của ngài được trà dập dễ mới sợ đưa ra những sự dạy dỗ sợ nhắc là chúng con phải thông hiểu về tiếng lành nước trời cho con phải bày tỏ cho người ta biết về nước trời sao và tất cả mọi tạo vật trong sự tế trị của ngài sao và chúng con phải cho người ta thấy được các thành phần của nước trời sao rồi cho người ta biết được thái độ của nước trời sao rồi người ta biết rằng ở trong nước trời thật rộng lớn sao ô chúng con cần phải dạy dỗ cho người ta về nước Chúa trời sao dạy dỗ ta hiểu biết Chúa Christ cho dạy dỗ người ta về các tạo vật của ngài sao thái độ của chúng ta thái độ của lòng người sao đối với các tạo vật mà Chúa đặt để ban họ cho con nguyện rồi hướng dẫn con sao rồi con tăng trưởng cho con chỉ có những người trưởng thành sao mới biết sử dụng được các quyền mà ngài ban cho trên chúng con sao ô chỉ có những người trưởng thành mới sử dụng cả được quyền trên trời dưới đất cho con nguyện rồi ngài hướng dẫn con sao để rồi chúng con tập tành cho điều đó sao chúng con tập tành trong tất cả những cái thẩm quyền nhỏ nhất mà chúng con được ngài ban cho ô những thẩm quyền mà ngài đang cho chúng con trong những công việc chức năng cho thánh mà chúng con làm sao để chúng con biết mà làm trong cái sự gọi là trong cái sự trong cái sự mình phải biết là đang làm cho đang tạo hóa của mình sao chẳng tất cả công việc của con sao con đang làm cho gọi là đấng trọn vẹn sao thì chúng con phải làm sao để xứng đáng gọi là với cái công việc đó sao vì chúng con đang làm những công việc rất là lớn cho con nguyện rồi ngài hướng dẫn con sao em con cái trung tín sao và hoàn thành một cách tốt nhất sao thì Chúa nói rồi sao khi làm bất cứ điều gì sao? Như làm cho Chúa sao có nghĩa là làm một cách tốt nhất đó sao vì Chúa ban cho Chúa không bao giờ gọi là Chúa luôn dạy con là phải đứng đầu sao phải là sáng sao phải ở trên cao sao ông cảm này rất nhiều sao ông con nguyện rồi ngài hướng dẫn con sao rồi chúng con biết mà ông con chỉ amen và làm theo thôi sao ô chúng con chớ mà kiêu ngạo sao và nghĩ rằng mình không làm được hay là chớ kiêu ngạo rằng nghĩ rằng mình có thể gọi là ý kiến của mình hơn ý của Đức Chúa Trời sao con cầu nguyện rồi ngài hướng dẫn tất cả chúng con sao chúng con chỉ có vâng phục và làm theo những gì Chúa dạy bảo sao cảm ơn rất nhiều sao ô chúng con biết được cho chúng con là những người mà sẽ trở thành hàng hào sủng ái của ngài sao thành hàng hào sủng ái của ngài là những người mà phải là trưởng thành sao những người mà biết chỉ yêu mấy ngày thôi sao không có dân dâm với tất cả các loại quỷ quái xung quanh cho con nguyện rồi con đập nát tan con người xác thịt của con sao rồi nó không có ốm hại ốm bụng chúng con sao và nó đi dân dâm với tất cả các loại quỷ trong thế gian này sao và ảnh hưởng đến gọi là
cản đường công việc không sao, con Và quỷ sẽ nó đập tan nó sao, để rồi tất cả các loại gọi là gọi là cái những cái quỷ quái ám xung quanh gọi là môi trường con phải lui xa hết trơn, và huyết của ngài bao phủ tất cả gọi là tất cả những môi trường con đang sống cho, nhất là trong cái thế giới gọi là vô hình cho, nhất là trong internet cho, thế giới vô hình đó sao, nhất là trong tâm trí của con nữa sao, để rồi chúng con được Chúa bảo vệ cho thiên sứ của ngài sao ở cùng xung quanh sao, để rồi chúng con có một cái tưởng trong sạch cho không ngon của Chúa đối đãi chúng con sao, để rồi con thông sáng cho mắt con mở ra cho con nhìn thấy được sáng sống của ngài sao cho đời sống của mình sao, thì như vậy cho chúng con mới rèn luyện được cho thành hàng hậu sống ái của ngài được sao, là những người nàng dâu tinh sạch sao đẹp lòng ngài sao, trong tất cả những cái nàng dâu đó sao con phải làm sao để trở thành đẹp lòng của Chúa nhất sao, đẹp lòng Chúa nhất chỉ có khi mà gọi là tìm kiếm ý muốn của chồng mình sao, khát khao để lượm vừa lòng chờ Chúa của mình sao, cảm ơn rất nhiều Chúa con, chờ con nguyện rồi, chúng con sao là những con người mà đào tạo ra, chúng con có công nghệ làm người sao, công nghệ làm người là chúng con biết làm việc với linh hồn của mình sao, con biết công bố cái lẽ thật về việc cứu rỗi linh hồn như thế nào sao, cứu rỗi linh hồn như thế nào sao, phải biết được các linh hồn có các bộ phận nào sao, các phòng ốc nào sao, để rồi chúng con mà làm việc với gì đó sao, chúng phải giảng dạy một cách mông lung sao, để rồi người ta không hiểu được cứu linh hồn gì sao, và người ta cứ nói cứu linh hồn nhưng mà không biết phải làm việc với linh hồn như thế nào để được cứu sao, và chúng con biết được sao cái sự cứu rỗi linh hồn sao là một quá trình sao, để rồi tất cả một người sao thoát ra khỏi cái sự gọi là tư duy của việc gọi là tin một lần là đủ hay là cứu một lần là đủ sao, nhưng mà họ phải biết được đó là quá trình sao, và cái sự nên thánh mà họ đang giảng dạy đó sao, nó là cái sự mà cần phải làm việc sao, không phải và cái điều đó là cái sự công của nguyện là ngài hướng dẫn con sao để mà hiểu thông hiểu hết tất cả điều này sao, để ông con dạy dỗ sao con công bố những điều đó ra sao cho mọi người được nhận biết lẽ thật của ngài sao, vì chúng con đã nói mình là dòng dỗ giờ dòng chảy mới cuối cùng sao, thì chúng con phải thông hiểu những cái lẽ thật này sao, để rồi cho người ta thấy được sao, cảm ơn rất nhiều sao công nghệ làm người của ngài đó dạy dỗ hướng dẫn con sao, để rồi cho con cho người ta thấy được bức tranh toàn cảnh của con sống lại, cho người ta thấy được cái bản thiết kế tiền định của mình sao, cho người ta thấy được cái tiêu chuẩn mà vào trong ngàn năm sao, và cái cách để cùng với Chúa cai trị sao, cùng với Chúa quản trị sao, chúng con phải thông hiểu tất cả điều đó sao, và chúng con phải rao bảo tất cả điều đó sao cho con cái ngài được biết sao, vì tất cả mọi người sao đều có theo gọi là được ân điển để mà nhận biết lẽ thật của Chúa sao, vì ngài mong muốn tất cả mọi người được cứu sao và nhận biết lẽ thật sao, thì chúng con khi con có lẽ thật sao con phải công bố, con phải bày tỏ ra sao để là tất cả mọi người đều được nhận lãi hay sao, vì chúng con được ban cho như không thì con cũng bày tỏ ra như không, thì con cảm ơn rất nhiều Chúa con, chờ con nguyện xin ngài ở cùng với tất cả các con, chờ nhắc là con biết được sao con phải đào tạo được 603.550 ngàn linh hồn, hình là ngàn gọi là 603.550 người làm nên lịch sử sao, những con người mà sẽ đứng vào tầng gọi là cái vực trong xã hội sao, những con người có tư tưởng của nước trời sao, những người có hệ thống gọi là tư tưởng chính trị của nước trời sao, con nguyện rồi, tất cả chúng con sao phải là những con người có tư tưởng chính trị của nước trời sao, để rồi từ đó mà chúng con gọi là đưa cái lẽ thật của Chúa, đưa cái sự dạy dỗ của Chúa sao ra khắp sao mọi nơi sao, và người ta thấy được đây là chân lý lẽ thật của ngài sao, người ta thấy được trời ô Chúa chỉ có mình Đức Chúa Trời sao, Chúa Jesus trời với lại đấng mà tốt lành duy nhất mà chúng ta nên vâng theo sao, con nguyện rồi, xin ngài hãy giúp đỡ hướng dẫn con cho rồi con gọi là bày tỏ những cái điều đó ra qua thực tiễn, qua cái lối sống, qua cái cách mà con hành động sao, để đâu người ta thấy được sao, con cảm ơn rất nhiều sao, con nguyện rồi, để cho con trở thành cái tấm gương của đấng Christ sao, chúng con là những là cái phần nối dài của ngài sao, chúng con là những người mà chuẩn bị ra cho Chúa câu trả lời cho chúng con là những người có câu trả lời cho câu trả lời cho Việt Nam con sao, cho quốc gia châu Á sao, chúng con là những người mà qua cái APT đàm con sao, chúng con nhúng chìm tất cả mọi người vào trong cái APT đàm đó sẽ rửa sạch họ sao, để họ được sạch sao, con nguyện đầu chúng con sao những con người
mà biết hiểu biết về gọi là cái sự nước trời cho con phải làm sao bao phủ tất cả những cái lĩnh vực trong xã hội, nhất là những lĩnh vực ảnh hưởng nhất như lĩnh vực chính trị rồi nhà bà đó mà chúng con là những người mà đứng đầu trên nơi đó sự để có thể được ngài ban cho quyền năng chà, thật sự trở thành những người làm vua cha trên quốc gia dân tộc của mình sự đưa ra những cái sự dạy dỗ cha đưa đất nước mình đến sự vâng phục Đức Chúa Trời sao con cảm ơn rất nhiều sao con nguyện xin ngài giúp đỡ hướng dẫn con sao rồi chúng con có sự khôn ngoan sao ô chúng con phải có tri thức sao ô vì dân sa ngã vì thiếu chính trị sao ô người ta gọi là người ta bị diệt vì thiếu sự tri thức sao này con nguyện rồi hướng dẫn con sao chúng con học hiểu thật nhiều tri thức lẽ thật của ngài sao để nhờ vào đó mà ô chúng con biết cách để là chúng con có được những câu trả lời thực sự cho dân tộc quốc gia mình sao con rèn luyện mình ở trong điều đó sao cảm ơn rất nhiều chúa con cho con nguyện rồi mà hướng dẫn con sao ô chúng con có thể là những người mà viết lại kinh thánh ra trong ngàn năm sau ô con nguyện xin ngài hãy huấn luyện con sao để đầu chúng con đã được phải ban cho điều này sao thì con nhắm lấy điều đó sao và con công bố nó sao chúng con làm việc với điều đó sao con hướng tất cả những điều này sao tất cả những cái sứ mạng sự kêu gọi của ngài trên đời sống con sao cái sứ mạng đó sao là cái sự trên trời đó sao để con biết mà gìn giữ nó sao con không sống chỉ vì đời này sao chúng con đang nhìn về những cái điều ở đời sau sao để đầu chúng con rèn luyện sống mình sao chuẩn bị cho những cái sự tuyệt vời mà bao nhiêu cái gọi là gọi sự ban cho của Chúa còn đang chờ đợi chúng con phía trước sao để chúng con làm chúng con khát khao mong muốn sao chúng con hết lòng mình sao sốt sáng mà thực hành công việc của Chúa sao để chúng con biết là sao tất cả những gì con làm sao và chúng con tình yêu thương sao tình yêu thương và lẽ thật sao yêu là thật sao yêu là thật sao yêu là thật sao hòa tan với là thật sao nhận biết là thật sao mong muốn để hướng tới điều đó sao mong muốn hướng hướng tới điều đó sao cả mẹ rất nhiều sao nguyện rồi đập nát tất cả sự lương lẹo trong đời sống con sự lương lẹo sao từ lương lẹo sao sự mà lương lẹo biện minh sao thanh minh sao đập nát chà nát nó hay sao cái sự gọi là sợ hãi sao cái sự mà sợ bị bắt bớ sao cái sự mà mau miệng cứ hở ra là nói sợ hãi sao đập nát tất cả những cái sự gọi là cái sự rủa xả cái sự dấu trá trong mồm miệng đó sao và con còn nguyện thế này hướng dẫn con sao rồi chúng con không có lương lẹo sao không có sống được sống lương lẹo sao chúng con có nhận trách nhiệm là sống của mình sao rồi chúng con không con cảm ngài rất nhiều sao xin ngài giúp đỡ hướng dẫn con sao để con thông hiểu con học hỏi lời của Chúa sao và ngày càng tăng trưởng trong sự nhận biết ngài sao tăng trưởng trong được với phục linh của mình sao để con chỉ có những người trưởng thành sao với những người con sao quái lấy được quyền của người cha mình ra còn khi chưa thành người con thật sự sao thì khó mà người con trưởng thành đó nha thì không có thể chỉ ở dưới quyền người bảo hộ thôi nha cầu nguyện rằng ngài giúp đỡ hướng dẫn con sao em con rằng liền con thành để sống mình sao không con yêu ngài sao con yêu anh chị em mình sao yêu tất cả những sự ban cho của ngài sao và hết lòng hầu việc ngài sao cảm ơn ngài cầu nguyện cho Đức Chúa Solis Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lạy Cha kính yêu, chúng con cảm tạ Cha, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con rất là hạnh phúc khi chúng con có Cha. Ngài Đức Chúa Trời duy nhất, Chúa ơi, một vĩ đại. Ngài là đứng vô tận, Chúa ơi, Ngài cơ động lại để quyện vào lòng chúng con, để chúng nhập thể vào lòng chúng con, để chúng con có Ngài, chúng con đồng đi với Ngài, Chúa ơi. Ôi, thế gian này thờ phượng nhiều thần nhiều chúa nhưng chúng con chỉ có một mình ngài là Đức Chúa Trời thôi Chúa ạ, là Cha đời đời của chúng con Chúa ơi, ngài bởi muôn vận bởi ngài mà ra Chúa ơi, cảm ơn Chúa chúng con hướng về ngài chúng con hướng về ngài chúng con bởi ngài yêu chúng con ngài kêu gọi chúng con đi theo ngài Chúa ạ, để dạy dỗ chúng con khiển trách chúng con sửa trị chúng con huấn luyện chúng con để chúng con được trưởng thành và lớn lên Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa là chúng con có một Chúa là Chúa Jesus Christ, chúng con thờ phượng Ngài bởi Ngài bởi bởi Ngài mà chúng con được ra Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa Ngài yêu chúng con Ngài yêu chúng con Ngài đến đây để chết thay cho tội lỗi của chúng con cứu chúng con ra khỏi vũng bùn của tội lỗi và cho chúng con đồng đi với Ngài chúng con có công nghệ đồng đi với Ngài Chúa ạ. Ngài cảm ơn Chúa Ngài kêu gọi chúng con là môn đệ của Ngài để Ngài dạy dỗ cho chúng con Chúa ạ, con cảm ơn Chúa chỉ lối cho chúng con và
Ngài mang nước thiên đàng đến cho chúng con và quyện vào lòng chúng con để trong chúng con có nước thiên đàng. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, ở đời này mà chúng con không sống trong nước thiên đàng, không biết nước thiên đàng, thì đời sau chúng con không vào nước thiên đàng được, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa bởi chúng con biết rằng Ngài là nước thiên đàng, Ngài ngự trị trong lòng chúng con yêu mến Ngài, yêu mến Ngài, yêu mọi lẽ thật của Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con yêu Ngài, yêu Ngài trên hết mọi điều, Chúa ơi, không có gì đánh đổi với Ngài, không có gì có thể so sánh cùng Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa để chúng con tin Ngài, tin Ngài, cả nhà chúng con sẽ được cứu. Chúng con tin rằng khi chúng con làm hết tấm lòng của chúng con đồng đi với Ngài và vâng phục Ngài trong mọi sự, Chúa ạ, vâng nghe lời của Ngài phán thì chúng con amen mà làm theo, thì con tin rằng cả nhà chúng con sẽ được cứu thôi. Đó đó là điều lời Chúa hứa với chúng con. Chúng con dám tin và chạy giả. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều bởi sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài. Ô, Ngài trọng nhận hay thương xót, Chúa ạ. Ngài chờ đợi chúng con, Ngài khao khát linh hồn chúng con để chúng con phải làm việc với linh hồn của chúng con. Linh hồn của chúng con sát gần bên Ngài, sát gần bên Ngài, thần quan tương cảm. Ngài rỉ tai cho chúng con những điều Chúa bày tỏ cho chúng con, để chúng con sẽ lên mái nhà mà rao giảng. Chúa ơi, chúng con phải rao truyền tin lành Đức Trời cho tất cả muôn người, muôn loài, muôn vật, muôn dân, muôn nước, để họ nhận biết Đức tin lành Đức Trời. Họ không có dừng lại cái tin lành cứu rỗi trong mọc kép đó, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa, họ phải mở rộng ra, mở rộng tâm trí của họ ra để họ nhận được tin lành Đức Trời, Chúa ơi, để tin lành Đức Trời được rao giảng khắp đất này, thì sự việc cuối cùng sẽ đến. Ngài sẽ đến để cứu nàng dâu của Ngài là hội thánh của Ngài, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa, cầu nguyện cho tất cả những hội thánh ngày nay còn đang cơ ru ngủ bởi những giáo lý giáo điều của những nhà lãnh đạo. Ô, con cầu nguyện và đập phá hủy diệt những tư tưởng đó để wake up họ dậy, Chúa ạ, thức tỉnh họ dậy, Chúa, để họ tỉnh táo lại, họ sáng mắt ra và nhìn nhận đấy. Đó là giáo lý chỉ có ở đời này mà thôi, rất là khốn nạn cho họ, Chúa ơi. Họ chỉ trông cậy vào Chúa ở đời này thì rất khốn nạn cho biết khốn nạn cho họ, Chúa ơi. Muốn cảm ơn Chúa bởi chúng con phải tin rằng, chúng con cầu nguyện để họ lại tỉnh lại và tin vào Chúa Giêsu, tin vào Ngài, tin vào Ngài, Chúa ơi, tin vào Ngài và đồng đi với Ngài để họ phải ở đời này chỉ là lập trình cho đời sau thôi, Chúa ạ. Để con cảm ơn Chúa mỗi ngày Chúa cho chúng con những điều này để chúng con không cầu nguyện cho những con người đó để họ không có tập trung vào những trừ tà trừ quỷ, những họ lấy danh của Chúa mà làm chơi, Chúa ạ. Cầu nguyện cho họ để họ bỏ những ý tưởng đó mà yêu lẽ thật, yêu mọi lẽ thật, yêu Chúa, và những nhà lãnh đạo phải đem những giáo lý của Ngài, giáo lý tin lành Đức Trời của Ngài để rao giảng cho con chiên của họ, Chúa. Cảm ơn Chúa để con chiên đó là Chúa giao cho họ để họ chăm sóc, thì họ phải biết rằng những linh hồn đó rất là quý giá trước mặt Ngài. Họ phải biết rằng họ phải phải tập họ phải làm việc với tấm lòng của họ, Chúa. Họ thay đổi tâm trí của họ, họ sẽ đi theo đường lối của Ngài, đi theo ý tưởng của Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Ngài yêu anh chị em chúng con quá nhiều, Ngài, để qua điều đó để chúng con phải luôn luôn giữ tấm lòng của chúng con, làm việc với tấm lòng của chúng con để mỗi ngày chúng con phải yêu Ngài, yêu Ngài, yêu Ngài trong mọi sự, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Con yêu Ngài, chúng con yêu anh chị em chúng con, mọi vinh hiển thuộc về Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Lạy Cha là Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Phước hạnh của chúng con được nhận biết Ngài. Phước hạnh của chúng con được ở trong nhà của Ngài. Phước hạnh của chúng con là được nước trời ở trong lòng chúng con. Cha, cảm ơn Cha. Ngài đã yêu chúng con. Ngài yêu đến nỗi Ngài đã là một Đức Chúa Trời vĩ đại mà Ngài đã cô đọng lại để trở nên nhỏ bé như loài người chúng con mà đem vương quốc thiên đàng của mình xuống thế gian này. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa cho chúng con luôn luôn biết thay đổi động cơ của mình, yêu Chúa. Chúa ơi, yêu Chúa mỗi ngày trong đời sống của mình để chúng con nhận được mọi lẽ thật của Ngài. Chúa ơi, để chúng con
vì lẽ thật sẽ giải phóng chúng con, Chúa. Cảm ơn Chúa. Vì nếu chúng con trông cậy Chúa đời này thì thôi thì sẽ khốn nạn cho chúng con, Chúa ơi. Để chúng con biết được lẽ thật của Ngài, để chúng con biết được mọi giá trị của vương quốc của Ngài, Cha. Con cảm tạ Cha, Ngài đã mở mối chúng con để chúng con được nhận biết Ngài, để chúng con biết đổi mới và phục hưng muôn vật nữa, Chúa ơi. Giờ đây muôn vật đang trông ngóng chúng con, Chúa ơi. Giờ đây chúng con có được Đức Thánh Linh là Ngài đã dẫn dắt chúng con, ban cho chúng con để hướng dẫn đời sống của chúng con, để chúng con được kết quả và lòng khao khát Chúa và Đức Thánh Linh của Ngài là của cầm cho chúng con, Chúa ạ. Con cảm tạ Chúa, xin Chúa ban cho chúng con qua bảy thần để chúng con nhận biết Ngài mỗi ngày. Qua mọi thần chúng con làm mọi công việc, còn nhờ thần của Ngài hướng dẫn chúng con để đời sống chúng con được nên thánh, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, mọi công việc của chúng con, mọi sự khó khăn trở ngại ở chúng con, đó là cho chúng con rèn luyện tập luyện, đó là thao trường cho chúng con, để chúng con có được đức tính giống như Ngài, Chúa ạ. Cảm tạ Chúa, mọi công việc chúng con làm mỗi ngày, xin Chúa ban thần của Ngài để dẫn dắt chúng con, để con đi đúng đường và lẽ thật của chúng con trong lòng chúng con, để chúng con rao giảng mọi lẽ thật của Ngài cho khắp dân khắp nước, Chúa ơi. Con cảm tạ Chúa vì tin lành của Chúa phải rao giảng khắp đất thì sự cuối cùng mới đến được. Nếu mà chúng con như hội thánh ngày nay chỉ nhận biết để mà làm những điều theo ý của mình mà thôi, Chúa ạ, theo lề luật của mình mà thôi, mà không nhận biết Chúa, Chúa ạ, là đây cho chúng con. Chúng con nhận biết Chúa, chúng con phải làm việc với tâm linh của chúng con, linh hồn của chúng con, để linh hồn này chúng con được Chúa dạy dỗ, linh hồn này chịu được Chúa hướng dẫn chúng con, để chúng con đi vào trong mọi lẽ thật của Ngài, để chúng con khao khát lẽ thật của Ngài thì chúng con sẽ được cứu, Chúa. Cảm tạ lời Thiên Chúa, Chúa đã ban cho chúng con công nghệ làm người, để mỗi ngày chúng con nhờ công nghệ làm người chúng con thay đổi đời sống của mình mà nên giống như Ngài, Chúa. Con cảm tạ Chúa, Ngài đã yêu con người như thế nào, yêu nổi Ngài đã chết cho chúng con và Ngài tạo dựng cho chúng con kém nhầm trước mặt thôi, Chúa. Để chúng con biết là giá trị của chúng con ở trong Ngài như thế nào, để chúng con luôn biết làm việc với linh hồn của chúng con, để chúng con kết hiệp với Ngài, để chúng con được tự nhận biết của Ngài, Chúa. Cảm tạ Ngài, khen Chúa. Xin Chúa ban cho đời sống mỗi anh chị em chúng con, để Chúa dùng anh chị em chúng con, dùng mục sư Nguyễn Văn Cường, mục sư Hoài Hương, dùng Nam, dùng Tiến, dùng Thủy, dùng con, dùng anh Trung, dùng chị bé là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Chúng con phải cần có được muối mặn của Chúa thì chúng con mới tỏ ra được ánh sáng lẽ màu nhiệm của Chúa được, Chúa. Con cảm tạ Chúa, Ngài đã yêu chúng con để chúng con nhận biết Ngài đến thế gian là vì vương quốc của Ngài, thì chúng ta nhận biết vương quốc của Ngài, chứ chúng ta không thể nào mà chứ sống trong con người thế gian này chỉ biết ăn gì mặc gì uống gì mà thôi, và đời sống của mình là thôi, mà chúng không biết được đời sống của đời sau, chứ đời sau chúng con phải được hưởng phước được ở trong nhà của Ngài, được nên cột và trụ của Ngài, chứ cảm tạ Chúa. Xin mỗi đời được sống với chúng con luôn mỗi ngày chúng con làm việc gì chúng con phải tư duy phân tích suy nghĩ, để chúng con tự kiểm điểm với đời sống của mình, Chúa, để chúng con biết được chúng con là con cái của Ngài, trở thành nàng dâu của Ngài, chúng con phải thánh khiết như thế nào, để Chúa khi Chúa đến Chúa trở lại Chúa đón các con. Tôi cảm tạ lời khen Chúa, và chúng con sẽ nên là một hoàng hậu sủng ái của Chúa nữa, chứ ban nước vương thiên đàng của Ngài cho chúng con, Ngài sử dụng chúng con, Ngài trao thiên đàng cho chúng con để chúng con cai trị, Chúa ạ. Con cảm tạ lời khen Chúa, Ngài yêu chúng con, để chúng con mọi việc chúng con làm để chúng con nhận biết được chính chúng con, Ngài dựng lên chúng con đáng sợ và lùng như thế nào, giá trị như thế nào, để chúng con nhận biết được Ngài là đúng tốt đẹp vĩ đại cho trong lòng chúng con. Xin Chúa ban phước lành của Ngài xuống cho tất cả những ai đang tìm kiếm Ngài sẽ được gặp Ngài, Chúa. Cho các hội thánh, các lãnh đạo biết ăn năn sửa đổi lại đời sống của mình để mình nhận biết Ngài trong những thời kỳ cuối cùng này, biết lẽ thật của Ngài thì chúng con sẽ được giải thoát, Chúa.
Con cảm tạ Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. 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 Cha yêu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Cảm ơn Cha đã bày tỏ cho chúng con mỗi ngày để chúng con nhận biết là nguyên một bức tranh của đời sống của chúng con là một cái bức tranh cho mỗi ngày, để chúng con không có một cái sự cậy dựa vào chị Chúa ở trong cậy đời này mà thôi Chúa ạ. Bởi vì lời Chúa nói rằng những ai mà làm bạn với thế gian là kẻ đó là kẻ thù và thù nghịch với Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã đặt Đức Thánh Linh ở trong chúng con để ước muốn phát ghen lên, ghen tương lên Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, Ngài ban ân điển cho những kẻ khiêm nhường, nhưng Ngài chống lại những kẻ kiêu ngạo chỉ trông cậy vào Chúa ở đời này. Nguyện cho tất cả những gì mà chúng con được học, được nghe, được biết để đem ra để thi hành ý muốn của Chúa. Chúa lấy ra hết tất cả những gì ở trong chúng con, mà còn những sự nông cạn hời hợt, yêu thế gian, yêu tiền bạc, yêu những gì hơn Ngài, thì Ngài sẽ xét xử và sự rủa xả của Chúa vẫn tiếp tục ở trên chúng con, để Ngài trợ giúp cho con người mới của chúng con ngày càng phát triển và trưởng thành trong sự nhận biết Chúa ngày càng hơn, yêu sự công bình của Ngài và ghét những sự gian ác. Nguyện Chúa cho chúng con đây để biết tập một cái chiến trận thuộc linh, để đối tượng mà chúng con nhắm chính là con người cũ. Nếu chúng con không biết cai quản lòng mình, không biết cai quản đời sống của mình, thì chúng con cũng sẽ không thể nào cai quản được gia đình, hội thánh và làm việc với xã hội, cho xã hội Chúa ạ. Nguyện cho mỗi tấm lòng của chúng con để biết cách làm việc với linh hồn của mình, bởi vì Chúa đã giúp cho chúng con biết cách thức để làm việc với linh hồn của mình, biết cách chiến lược, biết biết hết tất cả từng phần ở trong phần linh hồn rồi Chúa ạ. Thì chúng con phải tập luyện để mỗi ngày, để khi đối diện với chính bản thân mình đây, với tất cả những tạo vật của Chúa xung quanh, để chúng con nhìn lại cái linh hồn của mình, làm việc với tâm trí, ý chí và cảm xúc để phù hợp với tâm tình của Đấng Christ Jesus. Con cảm ơn Chúa cho những gì mà lời cầu nguyện, cầu xin của chúng con nói ra để chúng con được thành, lời nói của chúng con để được thực hiện với cái điều mà Chúa trông mong qua chúng con và trong chúng con, để ngày càng lớn và phát triển trong sự nên thánh. Xin Chúa chúc lành cho mỗi đời sống từng anh chị em của chúng con, để bước đường chúng con theo Chúa, chúng con ngày càng phát triển trong cái ân điển của Chúa. Và cảm ơn Chúa, Ngài trợ giúp cho chúng con, và Ngài cho chúng con có người mục sư, người cha để mà nâng đỡ, giúp đỡ, dạy dỗ, giáo dục chúng con, và người mục sư Bùi Hoài Hương để mà khích lệ chúng con, để chúng con mỗi ngày sống để nhận biết Chúa, tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, yêu lẽ thật và biết lẽ thật thì giải thật, là thật mới giải phóng chúng con, để chúng con tăng trưởng với các bậc, trở nên một hoàng hậu sủng ái của Đức Chúa Trời. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường mà chúng con theo Ngài, để chúng con loại trừ tất cả những sự gian ác, những sự không yêu mến lẽ thật, những sự mà gọi là tiện nghi Chúa ạ. Để khi chúng con đặt để hết tất cả những điều mà Ngài trông mong trong chúng con, qua chúng con, bởi vì Ngài dựng nên chúng con, hay là đứng sáng tạo, thì cho chúng con cũng là người của Chúa, là con cái của Chúa, cũng biết sáng tạo và tìm ra cái tiềm năng mà Chúa đã đặt để trong chúng con trước sáng thế. Đó là sứ mạng mà, vì chính sứ mạng đó mà Ngài kêu gọi chúng con, để chúng con hiện hữu trên đời này, và để trải qua từng một cái giai đoạn để sống trên đất này, thì chúng con sẽ được trở về bên Chúa và được những cái câu trả lời mà chúng con không hổ thẹn trước mặt Ngài, và chúng con cũng có những lời câu trả lời mà khi chúng con đối diện với Chúa. Chúa, Ngài cho chúng con mỗi ngày tập luyện tâm trí của mình, để tâm trí đó trở thành một hình ảnh của Chúa, để mà chuyển vào cái ý chí để thực hiện ra hành động ra cái thân thể này Chúa ạ. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng con, gìn giữ tấm lòng của chúng con, vì có tấm lòng Chúa ạ, tấm lòng chỉ, thì khi tâm trí thay đổi, chuyển vào tấm lòng Chúa ạ, tấm lòng được
Chúa cảm động vừa một theo ý này. Chúa, Ngài bảo vệ hội thánh của Chúa, sinh huyết của Chúa hằng bao phủ hội thánh. Sự thương xót Thiên Chúa gìn giữ hội thánh, sự thương xót Thiên Chúa nơi mà chính Ngài đã xây dựng, không có một tự thần âm phủ nào có thể mà chống nghịch lại Chúa. Con cầu nguyện xin những người nào mà được đến sự thương xót Thiên Chúa sẽ được Chúa xót thương và được ân phước của Chúa và gặp gỡ và gặp được hạt giống tin lành nước trời tại hội thánh thương xót Thiên Chúa. Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con. Chúa chúc lành cho người cha thuộc linh của chúng con, cho gia đình sư Bùi Hoài Hương, cho anh chị Trung Chi, em Hiến, em Na và cho chính đời sống của con để biểu lộ Chúa ra trong gia đình cũng như những đứa con cái của chúng con và những môi trường chúng con đang sống. Chúng con yêu kính Chúa, nhờ thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Hallelujah. Ô, cha tôi yêu, cảm tạ ơn Chúa vì mọi sự hiệp nhất đều có ích cho cả ơn đến Ngài, Chúa ạ. Chúa yêu Ngài, cuồng vì Ngài, Chúa ạ. Nên tất thảy điều gì chúng con làm, Chúa ạ, dù chưa hoàn thiện thì nó vẫn có ích cho chúng con, Chúa ơi, có ích cho vương quốc của Ngài. Bởi vì luật của Chúa như vậy, cứ yêu Chúa, yêu Chúa, yêu Chúa hết lòng, yêu Chúa hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn, Chúa ạ. Ô, rơ sa kẹt đa bơ đư, ô, rơ sa kẹt tất cả sự còn lại. Ô, Ngài sắp xếp, Ngài biến tất cả điều tưởng xấu nhất thành tốt nhất cho chúng con, Chúa ạ. Tạ ơn cha. Ô, Chúa chúng con thần kỳ diệu, Chúa ơi. Ô, tạ ơn Chúa với tình yêu mà Ngài ban chúng con trong Đức Thánh Linh. Tạ ơn Chúa với tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng con, Chúa ạ, mà Chúa Giêsu đã ban tặng tình yêu đó cho chúng con, Chúa ạ. Thì Ngài xin Chúa Cha lấy tình yêu mà Chúa Cha đã từng yêu Chúa con, ô, khi Ngài ba thân vị chỉ có duy nhất trong cả quả sáng tạo này, Chúa ơi, chưa có sáng tạo, chưa ra đời, Chúa chưa xuất hiện, thì Ngài đã yêu nhau bằng cái tình yêu đó rồi, Chúa ạ. Tình yêu đó là trên chúng con, Chúa ạ, chúng phải yêu vô điều kiện, yêu Ngài, yêu Chúa Thánh Linh, yêu Chúa Cha, yêu Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa cả đã yêu chính bản thân mình, Chúa, và yêu tất cả các tạo vật theo cách của Ngài, Chúa ạ. Để cái thái độ mà Ngài đặt để chúng con đó, Chúa ơi, được đúng như vậy, Chúa ạ. Yêu Chúa có nghĩa là ghét cái điều mà Chúa ghét, Chúa ạ. Yêu Chúa là yêu điều Chúa yêu và ghét điều Chúa ghét, Chúa ạ. Nên tất cả sự bất công, tất cả sự xa nát, chúng ghét nó, Chúa ạ. Ô, Chúa ghét con người cũ của mình, Chúa ghét Babylon, Chúa ghét đất thầy mọi sự giả dối của nó, Chúa ạ. Ô, Chúa ghét ghét con người cũ Shakadabadru là nơi ở của hang ổ của tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dánh mà người ta gớm ghiếc. Hallelujah, để chúng con gọi luật thạch lỗi Chúa, sự chết Chúa Jesus Christ đến trên con người cũ chúng con, Chúa ạ, đến trên gia đình chúng con, đến trên người thân chúng con, đến trên toàn bộ hội thánh, sự thương xót Thiên Chúa đến trên toàn bộ dòng chảy này, Chúa ạ, đến trên cơ nghiệp chúng con, sự chết Chúa Jesus Christ, Chúa Shakadabadru Shopadabru, gọi lửa của Chúa đến đổ xuống trên chúng con, Chúa ạ. Ô, để thánh sạch chúng con, lửa có thể mang tất thể có tính chất khác nhau, Chúa ạ. Ô, là lửa thiêng, ô, lửa thánh linh, ô, là giá cả mà cũng là lửa thần công bình của thánh linh của Ngài, Chúa ạ, để đốt con gái Sion, để tẩy với con gái Sion của Ngài, Chúa ạ. Ô, là sao qua mọi thử thách, qua mọi tai vạ nào đó, Chúa ạ, bởi vì Ngài dùng Chúa Trời chúng con dùng tai vạ để giải cứu người tai vạ, Chúa ạ, và dùng sự hoạn nạn để mở lỗ tai của người, Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa. Shakadabar, khi người thân chúng con ai đó mà cứng cổ, Chúa ạ, thì Ngài dùng hoạn nạn để mở lỗ tai của họ, Chúa ạ. Ô, là Shakadabar, chúng con tạ ơn Chúa về tất cả mọi sự hoạn nạn, vì chúng con được mạng lệnh là hãy vui mừng, hãy anh em hãy vui mừng trong thử thách thoát đến chăm bề như là vui mừng trọn vẹn, Chúa ạ. Chúng vui mừng trọn vẹn và chúng biết rằng cái thử thách đó sẽ dẫn chúng con đến sự vinh hiển sang trọng, dẫn chúng con càng ngày càng giống Chúa hơn, Chúa ạ. Sự thử thách đó giúp chúng con chết mặc cái sự chết Chúa Jesus Christ, và khi mặc sự chết Chúa Jesus rồi chúng con mới xứng đáng mặc sống lại của Ngài, Chúa ạ. Mà sự sống lại của Chúa rồi thì không có một quyền phép nào, không có thế lực nào có thể cướp đi được trong danh Chúa Jesus. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Ô, Chúa tôi yêu, cảm tạ ơn Chúa vì Ngài dành cho chúng con là quan xét của Ngài, Chúa ạ, để chúng con ngồi đồng bàn với Chúa để xét đoán hai chi phái Israel, và Ngài đang thực tập cho chúng con, tập dượt chúng con khi chúng xét đoán chính mình, khi chúng con gọi lửa thạnh nộ, lửa phán xét của Chúa đổ trên chúng con, Chúa ạ, để chúng con xét đoán tự mình một cách chính xác theo là công bình của Ngài, Chúa ạ. Ô, và chúng con thực tập để công bố sự phán xét thi hành án của Ngài trên hội các thánh của Chúa, Chúa ạ, trên các giáo chủ, trên tất thảy các hội đoàn, các mục sư trưởng, các viện trưởng, trên tất các chấp sự chăn bảy trưởng lão, trên tất thảy con gái Chúa, trên tất thảy những người mà đọc kinh thánh, những người giao giảng lời Chúa nữa, thì càng đổ xuống trên họ, Chúa ạ, bởi vì sẽ ban cho thêm những kẻ nào đã từng nó có, Chúa ạ, và sẽ cả là ban cho thêm rồi sẽ được đòi lại nhiều, Chúa ơi. Cả là mà lập mình làm thầy, Chúa sẽ bị xét đoán nghiêm minh hơn, Chúa ạ. Tất thảy những người mà thầy mà dạy mà chỉ bảo, dù kể cả họ không
có tư cách làm thầy, nhưng họ muốn giải đích thanh minh cho họ làm thầy đó, họ muốn chặn họ ai đó, thì người đó phải xử phạt xin nghiêm minh cho, để cho công bố sự xử phạt của Chúa Trời đến trên tất thảy những người mà xét đoán cho Urasakadabu như Ngài xét đoán chúng con, thì chúng con nhận sự xử phạt của Ngài, và bây giờ chúng xử phạt xét đoán theo sự công bình của Chúa Trời, chưa không theo cảm tính của mình, chưa mà theo ý của Chúa Trời, theo sự công bình thánh sạch của Ngài, chưa theo sự yêu thương của Ngài, Urasakada, để làm phán xét của Chúa đến trên hội thánh của Chúa, đến trên các giáo hội ở Vatican, đến trên các giáo hội Công giáo, đến trên các giáo hội Chính Công giáo, và đặc biệt đến trên tất thể giáo hội Tin lành Kháng khách Chúa ơi, đến trên giáo hội Baptist trưởng lão, Urasa Evangelist, Urasa giáo hội ngũ tuần ân tứ, Urasa Karamenrai, Urasa Karan Lutheran, tất thể giáo hội Shakada Thánh giáo, tất thể Anh giáo Shakada, tất thể giáo hội Urosokodabadatsi Tin lành độc lập, Chúa công bố sự phán xét Chúa đến trên tất thể các giáo hội đó, nhân danh Chúa Jesus Christ, đến trên từng giáo phái, từng hệ phái, Urasakadabadu, ô Chúa ơi, Chúa xét đoán, ô xét đoán kẻ hầu việc Ngài, Chúa, ô vì Ngài nói rằng ứng cử cuối cùng này, Chúa, ô người ta Chúa sẽ để cho phân biệt rõ đâu là kẻ hầu với Chúa Trời và đâu kẻ không hầu với Chúa Trời, cho các sự giả dối của kẻ hầu giả dối đã bị lộ hết tẩy hết ra, hầu cho họ bị phán xét trước mặt Chúa Trời ở ngay đời này, cho Rasa để mà ăn năn tan vỡ, để mà không bị quẳng xuống và phán xét khủng khiếp ở đời sau, Chúa ơi, trong danh Jesus Christ, Rasa, vì vậy Chúa ơi, đối với những kẻ mà ghi mà anh tội lỗi, cho thì họ sẽ chết cho đồng vắng của họ, họ sẽ đưa hết đồng vắng của hội thánh họ, gia đình họ, cộng đồng của họ, xã hội của họ, dân tộc họ, Chúa ơi, họ sẽ chết trong đó, Rasa, nhưng Chúa ơi, chúng con cầu xin linh hồn họ, cho để họ chết hay là gia đình họ chết cho đồng vắng, Chúa, Rasa, dòng họ chết cho đồng vắng, như là chỉ vậy Israel bị chết cho đồng vắng đó, Chúa ơi, thì con xin linh hồn họ, Chúa, họ sẽ mất thân xác, bị phó cho quỷ Satan hay thế giới hủy diệt, Chúa ơi, nhưng mà linh hồn họ vẫn cứu trong ngày phán xét, để cho con yêu yêu linh hồn của tất thảy các mục sư, các viện trưởng, linh hồn của những kẻ ghét chúng con, những kẻ mà muốn làm hại chúng con, chưa, để là chúa ứng nghiệm rằng con trai của kẻ ức hiếp chúng con sẽ cúi đầu cùng chúng con, và kẻ khinh dễ chúng con sẽ quỳ lại lên bàn chân chúng con, chưa, ô cho con tạ ơn Chúa, vì vậy chúng con yêu 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 kẻ thù của mình, yêu tất thảy ghét mình, chưa, vì cho con biết rằng họ là cơ nghiệp chúng con, ô ra sa ca sau này ở trong đời sau, chưa, ô khi họ được cứu, ô khi linh hồn họ được cất đi rồi về nơi an nghỉ, nơi chúa vĩnh hằng rồi, chưa, thì họ sẽ đến cùng chúng con, ô ra sa ca mà quỳ xuống, ô mà cảm ơn chúng con, cho ô vì nhờ Urasaka chúng con mà họ được cứu, nhờ chúng con mà linh hồn họ được thoát, Urasaka Dabendrisha Kadabendru, Urasaka, và họ sẽ ở trong cơ nghiệp chúng con, chúng con sẽ làm và trao trả lại cái cơ nghiệp cho họ, cho ở trong quãng đời sau, Shakada chúng con ban phát đúng hơn cơ nghiệp của họ cho họ trong quãng đời sau, cho vì chúng con đồng cai trị với Chúa Trời, trong vụ làm người của Ngài, cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa về tất thể sự bày tỏ tài của Ngài trên hội thánh, sự tôn thiên Chúa trên dòng chảy mới cuối cùng mà Ngài đang làm đây, cho để phấn hưng tất cả muôn vật lại và phục hưng đổi mới lại tất cả muôn vật, Chúa, trong danh Jesus Christ, để tất thể cái dòng chảy của các hội thánh, giáo hội Công giáo, Chính Thống giáo, Anh giáo hay Tin lành Kháng khách, Chúa, đều tháp vào đây mà được sống trong danh Jesus. Chúng tạ ơn Chúa vì chúng con nhận thức rằng chúng là nhánh chính của dòng sông sự sống ra từ Ngài, của chính con và của Đức Chúa Trời, Urasa cả để chữa lành tất thảy những con người đang bị ma quỷ ức hiếp, chữa lành tất thảy con người bị quỷ thần cầm giả mạo và xác thịt mình lôi kéo, trong danh Chúa Giêsu, lạy khen Chúa, vì sự kêu gọi thật lớn thật vĩ đại chúng con, Chúa, và ân điển Chúa trên chúng con, thần lẽ thật là trên chúng con, để dẫn chúng con trong lẽ thật, để chúng con gìn giữ chúng con thánh sạch trọn vẹn cả tâm thần linh hồn thân thể, cho đến ngày mà gặp Chúa Giêsu mặt đối mặt với nhau, Chúa, Hallelujah, tự nguyện này được vinh hiển cho chúng con, trong hội thánh của Ngài, Shaka cho Zivrasakadiabaru, nhân danh Chúa Giêsu, Chúa đồng yêu, Chúa cũng công bố các sự phán xét của Chúa đến trên các quốc gia, các dân tộc, Chúa, ô đem mà cơ nghiệp chúng con, ô đem sạch tất thảy nền chính trị ở nơi đó, đem sạch tất thảy cơ oligarch, ô Chúa phán xét nhà Ahab và Sabin, Chúa, ô đem trong danh Chúa con sức dầu cho những Jehu, sức dầu cho Urasakadabaju, cho Sazia, Sazahir, Urasaka sức dầu cho Elise, Urasaka để họ làm sự phán xét của nhà Ahab bên, để diệt con Jezebel ở dưới trời này, diệt nhà Ahab, Shaka diệt tất thảy lãnh đạo tôn giáo, diệt hết tất thảy các tôn giáo, Urasa diệt hết tất thảy oligarch, tất thảy các quan quyền gian ác trong danh Chúa Jesus để chuyển lại tất cả quyền đó về cho nhân dân, về cho những người của cai trị, trong danh Jesus Christ, chúng ta lột hết tất cả áo sống của bọn thầy tế lễ, đuổi hết chúng về, Urasa
lột hết tất cả áo chính trị và giặt hết cái áo chính trị, áo tế lễ đó để trao cho những người yêu mến kính sợ Chúa Trời, trao cho những người của người Chúa Giêsu Christ ra cả để họ lãnh đạo, họ cai trị, vậy họ xứng đáng như vậy trong danh Chúa Giêsu. Tất thảy kẻ nào không quan tâm chính trị, sẽ bị phục dưới quyền của các chính trị gia, gia đình của họ, dòng giống họ sẽ phục hết dưới quyền chính trị gia. Và chúng ta quan tâm chính trị và chúng ta lãnh đạo hết tất cả mọi dân tộc và quốc gia, y như lời Chúa nói rằng Urasakadabaduja, dân và nước nào chẳng thần phục chúng ta sẽ bị diệt vong, những lúc đó sẽ hoang vu cả, ô cửa chúng ta ngày đêm mở không đóng, hầu cho các dân đem của báo vào và các dẫn các vua đến làm phu tù, dẫn các vua đến phu tù tất cả các vua trong chính trị, ô các nguyên thủ quốc gia, Urasakadabaduja, tất cả các bộ trưởng thứ trưởng, tất cả cao quan chức cao cấp, tất cả các vua, Urasaka sẽ ngậm miệng của chúng ta, tất cả các vua mặt trời mặt trăng mặt tối tăm, tất cả ngôi sao đều phải thâu sự sáng lại, ô trong tất cả lĩnh vực về tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, tài chính, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng, tất thể lĩnh vực xã hội khác, họ phải quy phục cho chúng ta trong danh Chúa Giêsu. Chúng ta tạ ơn Chúa. Ô Chúa ơi, sự thương xót Thiên Chúa này sẽ đầy đầy ngập vì Ngài đã chọn chỗ này là nơi ở của Ngài đời đời. Chúa ạ, Chúa ca đa mắt vào lòng Ngài ở đây mãi luôn luôn. Chúa ơi, Chúa ca đa biu, Chúa ca các mọi cây tùng, cây bách, cây hoàng dương, sự vinh hiển Liban sẽ cùng nhau trang hoàng nơi thánh của Ngài. Chúa ạ, Ngài được làm cho chỗ Ngài đặt chân được vinh hiển. Chúa ơi, Chúa ca đa ba la bu du, Chúa ca đa ba la za ca du liu. Tạ ơn Chúa, về những trụ cột nước trời Ngài làm qua chúng con đây, Chúa, để huấn luyện những trụ cột nước trời đó, họ đang trụ trong đền thờ Chúa Trời, họ không ra được đó, họ đang trưởng lão trong vương quốc của Ngài, Chúa, trong danh Chúa Giêsu, con cảm tạ ơn Chúa, con ngợi khen Chúa, vì con thuộc về Ngài. Chúa chúc lành cho chúng con, chúc lành cho cả ngày hôm nay, chúc lành cho các mục vụ hoạt động nhỏ nhất của chúng con, chúc lành cho các tư duy chiến lược của phân tích của chúng con, Chúa, để chúng con gieo mình và làm tất cả mọi sự vì Chúa Trời, vì vinh hiển Ngài, Chúa, trong danh Chúa Christ. Amen. Amen, I'm sure. Amen. Amen.